Mua gì vậy bạn? Mình mua bánh trung thu. Bạn ừ, cái này có 150 rồi bạn ơi. 150 hả? Đúng rồi. Cái hộp này. Cái hộp này là bánh bía. Bánh bía thì 80 à. Rẻ không? Bánh bía 4 cái. Nó có kinh đô 4 cái là 300. Thôi tôi cứ tăng lại nè. Mình lấy cái tăng lại cứ tăng lại. Tăng nhân lại hả? Rồi tùy loại. 2 tấn hả? 45. 30. Còn mua tăng nguyên phát thì 30 luôn. Là có mấy trứng? Một trứng. Ồ, ừ, bán nhiều quá. Để mình lại đây chút xíu rồi mình ngồi uống gì đó. Rồi. Mình đi lát nữa mình quay lại mình lấy nha. Ok. Mình chút xíu rồi. Rồi rồi rồi, cảm ơn nha. À, rồi. One hour later. A few moments later. Ủa, vậy là mua chưa? Đợi chị cả tiếng đồng hồ mà nãy giờ không thấy ai mua hết trơn là sao? Đốt không lòng mới được.